cho tất cả mọi người. Ngân đang trên đường đi qua nhà chị hàng xóm. Chị hàng xóm nói là có cây bưởi và sẽ cho Ngân cái trái bưởi đó. Bây giờ mình sẽ qua hái cùng nhau nha. Sau khi hái bưởi về thì mình sẽ cùng nhau làm một cái món gì đó giúp cho chị bưởi. Đầu kia kìa mọi người. Đưa ra đâu đây? Đó là măng câu, chuối, mít, xoài, bưởi. Đây. Mọi người thấy cái bưởi đầu kia không? Giờ mình sẽ quay cái màn hình lại để mình quay mình hái cái bưởi nha mọi người. Quay cái màn hình lại nè. À, mọi người ơi nhớ đăng ký và theo dõi kênh của Ngân nha. Để Ngân đạt được 1.000 đăng ký đầu tiên. Và nhớ đóng góp ý kiến để Ngân làm video cho mọi người thấy hay hơn nữa. Hai bà vịt sim ủng ỉnh mình đi chậm chậm chứ. Bà thấy mình đi vô bà chạy hết, nó gà chạy hết kìa. Có một cái trái to đây. Đâu kia, tại đâu kia vang, tại nó còn xanh đó. Ủa trái to này còn xanh là không hái được hả mẹ? Đâu có chuyện đó. Cái vàng ở đâu? Đây hả? Đây nè. Bên này hái đầy đúng đứa đấy này. Trái này cũng to mẹ nè. Đó. Đây hả? Hai trái. Tại như này. Hái một trái thôi mày coi. Tại nó tan hướng đó. Tại nó quan hướng đó hả? Tại nào ngất? Hay nó nhau. Rồi, mày coi nhà mình không có kinh nghiệm hái bưởi. Chắc tại nó quan hướng này, phải không? Nặng kia. Chắc trái đó á mẹ. Dạ, tại nó nha. Ôi trời. Khoai cái này. Ôi. Khoảng mấy ký mẹ? Phật hái gì? Trái này là đủ để mà ăn với nấu chè rồi mọi người hả? Ngân sẽ lên YouTube xem những cái cách nấu chè bưởi. Sau đó thì mình sẽ cùng nhau nấu chè bưởi với nhau. Đi khám phá vườn của nhà hàng xóm cho các bạn cùng xem. Cưng chứa heo gì mẹ, heo gì nó vàng vàng vậy? Heo lai bò hả? Mẹ ông là mình sợ heo luôn. Mà mẹ nói heo bò cũng đúng, tại vì nhìn cái da nó màu nâu mẹ kìa. Thường có heo. Nó bò nó cũng vậy. Chắc là heo này đưa. Chứ mẹ đi gối đi. Cưng không? Đang nói chuyện không? Ồ trả lời con cái chết chết. Sách viết, bỏ viết chạy đi, sách viết gì. Rồi, em quay xong rồi. Giờ về nấu chè. Hả? Có, để em nấu thử, thành công em sẽ gọi. Hả? Em chưa nấu lần nào. Đây, trái bưởi đây. Đó. Em biết hai trái này còn đúng hay không nữa. Mà hình như nó vàng đây nè. Tấm vàng đằng nó được, nó da. Chị Tâm ơi, hôm sau em quay dạp phong lai nha. Ừ, quay gì quay. Không, nhưng mà chị có quay cái gì em quay đâu ta. Quay rồi. Ủa là mấy chị đoán em có quay không đó hả? Mua trong cái dòng mà là còn mấy con heo quay đã nó quay. Heo lai. Ủa là quay á, mấy con heo đẹp mà chị. Heo đẹp quá mà. Hả? Đẹp là quay được mà. Mày đang có nó có hả? Rồi bây giờ mình sẽ đi về nhà nha. Cả nhà ơi, bây giờ thì Ngân đang ở nhà. Bây giờ thì mình sẽ thử làm chè bưởi, nhưng mà bây giờ Ngân phải xem YouTube trước. Theo cái hướng dẫn là cái vỏ bưởi á, cái tinh dầu á, nó nhiều lắm, nó cay đó mọi người, nên là phải rửa rất là kỹ luôn. Rửa đến 3-4 lần nước, ngâm với muối, ướp với muối. Công đoạn đó cực kỳ quan trọng luôn. Dịch giả vậy á, thì mình có cái gì mình làm đó đi, chứ giờ đi mua không có sao đây. Rồi, đây là trái bưởi đã lột ra. Rồi, cái này thì mình sẽ làm chè nè, nấu chè nè mọi người.
cái vỏ này mỏng quá, chắc là mình phải lấy cái trái bưởi trong nhà rồi. Rồi cái này bây giờ mình sẽ ăn. Mình ăn nha, mình cùng nhau ăn. Trời ơi, cái kiểu này á, Ngân mà làm chứ hết ngày luôn. Chị này hướng dẫn á, chị này nó giọng dễ thương đó nha. Rồi, gần 1 triệu người xem cái clip này luôn. Ước gì mình Ngân cũng có được 1 triệu người xem hơn. Trời ơi, công phu quá. Quá công phu. Ngon. Chị đã nói phèn chua không tốt vì trong nó có sunfat, mà sunfat sẽ tạo ra, sẽ có tác dụng ảnh hưởng đến cái bệnh run tay run chân. Này hơi chua chua, bữa nay hơi chua chua, không có ngọt cho lắm. Này chua chua dày á, chấm muối mới đã, chấm muối ớt cay mới đã. Chắc chắn mà Ngân hướng dẫn làm chè bưởi không có hay bằng mấy chị này rồi. Nên hôm nay nhà Ngân có cái gì, Ngân làm cái đó. Cũng giống như nếu như mọi người đang ở nhà mà có cái cây bưởi trong nhà, hoặc có trái bưởi và muốn nấu chè bưởi, thì giống như Ngân đó, trong nhà mình có cái gì mình làm cái đó, xem hương vị nó là sao. Ngon. Vậy là đủ rồi, khá là kỳ công. Nên Ngân sẽ nấu chè bưởi và sau đó review cho mọi người xem nha. Rồi đây là vỏ bưởi mình đã sắc ra, thì bây giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn là rửa thành 5 lần nước lạnh, rồi sau đó là rửa với nước muối là 2 lần trong vòng 3 tiếng đồng hồ nha mọi người. Trộn đều với nhau nè, trộn nước dừa lại với nhau, thơm quá. Ăn nó giống như khoai á. Cái bưởi bây giờ mình ăn giống như khoai vậy mọi người. Nhưng mà tất nhiên là không phải cái vị của chè khoai rồi. Các lần sau Ngân sẽ ra tiệm ăn thử chè bưởi nó có vị như thế nào. Bởi vì chưa được ăn chè bưởi bao giờ nên lần này ăn á, cái sự so sánh nó không có. Mà theo cái cảm nhận vị của Ngân thì nó cũng ok. Nó cũng ok thôi. Chứ còn nó ngon xuất sắc trong những cái món trước mà Ngân nói là nó ngon thì không có nha. Rồi, nó hy vọng là clip ngày hôm nay cũng làm cho mọi người cảm thấy là rất là thích thú khi mà xem cái những cái trải nghiệm đi hái bưởi và nấu chè bưởi của Ngân. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hãy ủng hộ Ngân cho Ngân một cái like, đăng ký kênh và share nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại nè.